Bọn ngựa nó bắt được con đuôi sầu, nhưng mà bắt lâu lắm mà nó không ăn được. Nó ăn từng tí một sao. Hương nhỉ, nó ăn từng tí một nhé. Nó gặp con này, nó bắt được con này chắc lâu lắm rồi. Nhưng làm sao nó bắt được con đuôi sầu này nhỉ? À không phải đâu, con này là nó bộ trên cây này, con bọ ngựa này nó màu xanh nha, con ve sầu này không nhìn thấy. À con ve sầu vẫn sống không ạ? Nó vẫn sống này. Thấy chân nó vẫn động 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 đậy. Nhưng mà không cứu được rồi, chắc bị gặm. Thôi, chia tay anh với sầu.